chào quý vị và các bạn. Thời tiết trong ngày hôm nay tại miền Bắc tiếp tục ở ngưỡng rét, với nhiệt độ ban trưa trong khoảng 19 cho đến 22 độ. Trời vẫn có nắng vào trưa chiều nên cảm giác ấm áp. Tối và đêm chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Đáng chú ý là từ ngày mai, chiều đêm 16 ngày 17, do ảnh hưởng của không khí lạnh lại tiếp tục được tăng cường. Đợt không khí lạnh tăng cường được đánh giá cường độ mạnh và khô nên sẽ không gây mưa nhiều. Tuy nhiên, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục có xu hướng giảm thêm. Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng mây xen kẽ, nhiệt độ cao nhất là 22 độ. Cảm giác lạnh vẫn duy trì suốt cả ngày, thấp nhất đêm nay chỉ khoảng 16 đến 17 độ. Về đêm và sáng sớm trời rét, quý vị nếu phải di chuyển trong thời điểm này cần lưu ý. Với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày hôm nay mưa tạm thời có xu hướng giảm. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ít chịu tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt cao hơn. Riêng tại các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt 28 đến 29 độ. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay hầu như là không mưa, thuận lợi cho các hoạt động của quý vị. Nhiệt độ ban trưa khoảng từ 28 đến 29 độ. Tối và đêm mức nhiệt hạ về còn 21 độ, cộng với gió biển nên là cảm giác vô cùng mát mẻ, thậm chí là hơi se lạnh. Với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thời tiết tương đối ổn định. Trưa chiều nay nhiều mây, có lúc hưởng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 33 độ. Nhiệt độ giữa ngày, đêm vẫn là chênh lệch lớn, lên tới chục độ. Thấp nhất đêm nay hạ về còn 23 độ. Quý vị lưu ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.